Trần Công Tiến, tiến sĩ triết học. Sang bờ bên kia, một, tư tưởng tính toán và tư tưởng suy nghĩ. Chúng ta đã nói đến chân lý nét gấp đôi, bờ bên này và bờ bên kia. Bởi đó chúng ta đã nói đến sang bờ bên kia. Tuy nhiên các video mang tên sang bờ bên kia muốn trình bày một lần nữa con đường từ bờ bên này sang bờ bên kia. Chúng có tính cách tổng hợp các tư tưởng đã được trình bày trong các video trước bằng chọn lựa những điểm thiết yếu. Đạo là một lĩnh vực rộng rãi và luôn mở rộng đón nhận những suy tư mới. Bởi thế các video mang tên sang bờ bên kia này không thay thế các video trước được. Video này nói về tư tưởng tính toán và tư tưởng suy nghĩ. Có hai loại tư tưởng tính toán và tư tưởng suy nghĩ. Chúng ta đã nói đến hai bờ, bờ vật thể và bờ đạo. Vật thể gồm các sự vật vật chất mà chúng ta vẫn thường gọi là bờ bên này. Tư tưởng về bờ vật chất được gọi là tư tưởng tính toán. Tư tưởng tính toán là tư tưởng của các khoa học nghiên cứu về thế giới vật chất và cũng là tư tưởng của bận tâm thường nhật của chúng ta về thế giới vật chất. Bờ đạo là bờ đạo của con người. Nếu đạo chỉ sự vận hành của vạn vật, nó thuộc về bờ vật thể và lĩnh vực của các khoa học hay của tư tưởng tính toán. Đạo của con người chỉ lĩnh vực của một thực thể khác, bờ vật chất được gọi là bờ bên kia. Tư tưởng về đạo hiểu như bờ bên kia được gọi là tư tưởng suy nghĩ. Tư tưởng thường nhật của con người cũng có phần có thể thuộc về đạo. Thao thức về đạo vẫn là một biến cố xảy ra hàng ngày với mọi người. Đạo trong thao thức này rất mơ hồ. Bởi thế thao thức hàng ngày của con người thường không được kể vào tư tưởng suy nghĩ. Đạo trong thao thức không trở nên chủ đề của tư tưởng. Nói cách khác trong tư tưởng suy nghĩ, đạo là một chủ đề. Nói đến chủ đề là nói đến học hỏi, nghiên cứu. Chẳng hạn, tư tưởng của Đạo Đức Kinh là tư tưởng suy nghĩ. Có hai loại tư tưởng như vừa nói. Con người sống theo hai loại tư tưởng đó. Ngày nay con người chính yếu đang sống theo tư tưởng tính toán hay tư tưởng suy nghĩ. Chúng ta đã nói văn minh Tây Phương tiến tới thời đại hiện thời là văn minh kỹ thuật. Văn minh kỹ thuật này đã trở thành văn minh hoàn cầu. Nói đến kỹ thuật là nói đến lĩnh vực vật thể hay bờ bên này. Vậy chúng ta chính yếu đang sống với tư tưởng tính toán. Chúng ta nên ghi nhận rằng bờ vật chất không chỉ gồm các vật thể, sự vật vật chất, mà gồm cả tư tưởng, lời nói và hành động hướng dẫn bởi bờ vật chất. Vậy người xưa thì thế nào? Chúng ta nói văn minh Tây Phương đến thời đại kỹ thuật trở nên văn minh hoàn cầu. Như vậy thời xưa có hai văn minh chính, văn minh Tây Phương và văn minh Đông Phương. Văn minh Tây Phương xưa, xưa nghĩa là trước văn minh hiện đại, có siêu hình học. Vật thể là cái hữu hình. Siêu là vượt lên trên và siêu hình chỉ vượt lên trên hữu hình. Cái siêu hình là cái vượt lên trên cái hữu hình. Ngoài vật thể hữu hình còn có cái siêu hình. Như vậy xem ra cái siêu hình không thuộc bờ vật chất. Nếu không thuộc bờ vật chất, thì nó ở bờ bên kia hay bờ đạo, vì chỉ có hai bờ. Thực sự lại không phải như thế. Vì cái siêu hình được suy tư ra từ cái hữu hình, nó cũng thuộc về bờ của cái hữu hình, tức bờ bên này. Nước trời được suy ra từ trần gian. Như vậy trong siêu hình học Tây Phương không có hai bờ. Bởi thế một triết gia Tây Phương, ngoài tư tưởng triết của ông ấy, lại viết thêm một đạo đức học. Đạo đức học của ông ấy đặt nền tảng nơi triết học của ông ấy. Vì triết học hay siêu hình học của ông ấy ở bờ bên này, đạo đức học của ông ấy cũng ở bờ bên này. Nói một cách tổng quát, toàn thể tư tưởng Tây Phương ở bờ bên này. Không chỉ văn minh kỹ thuật hiện đại của Tây Phương mà cả tư tưởng triết học cũng như đạo đức học Tây Phương đều ở bờ bên này. Văn minh Đông Phương nói về đạo. Đức Phật, Lão Tử, Khổng Tử và Chúa Giê-xu nói về đạo. Theo diễn giải mà tôi đã trình bày, tư tưởng của bốn thánh nhân này di chuyển trong nét gấp đôi, có bờ vật chất và bờ đạo như là một bờ khác biệt với bờ vật chất. Nhưng đó là trình bày của tôi. Trong giải thích truyền thống thì sự thể không là như thế. Khi tôi còn là sinh viên, tôi không được giảng dạy rằng tư tưởng Đông Phương di động trong nét gấp đôi.
Ngay bây giờ tôi mở sách của một thầy của tôi và thấy nói rằng đạo của lão tử chỉ cái nguyên lý tuyệt đối đã có từ trước khai thiên lập địa, không sinh, không diệt, không tăng, không giảm. Quân tử và tiểu nhân của Khổng Tử không được giảng trong ánh sáng của chân lý nét gấp đôi. Cũng như thế đối với lời của Chúa Giê-xu rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời của Thiên Chúa. Ngay cả kinh Trí Tuệ Đáo Bỉ Ngạn và kinh Kim Cang cũng không được diễn giải trong ánh sáng rõ rệt của chân lý nét gấp đôi, mặc dù có Bỉ Ngạn hay bờ bên kia. Tiểu nói vạn vật nhất thể xem ra, dưới ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống, vẫn ngự trị trong đầu óc của con người. Thái cực, nguyên lý tuyệt đối, nguyên nhân cuối cùng, tạo hóa vẫn hướng dẫn tư tưởng loài người. Bởi thế nếu nói rằng tư tưởng Tây Phương ở bờ bên này và tư tưởng Đông Phương ở bờ bên kia cũng không là đúng, vì tư tưởng Đông Phương theo diễn giải truyền thống cũng không ở bờ bên kia. Martin Heidegger, 1889-1976, là triết gia Tây Phương đã mang nét gấp đôi hay hai bờ ra ánh sáng. Có vật thể hay bờ vật thể và có hữu thể, đạo, hay bờ hữu thể, đạo. Vật thể và hữu thể là hai thực thể khác biệt. Hữu thể, đạo, là hữu thể, đạo, của hay nơi con người. Con người là nơi xuất hiện ra hay ở đó của hữu thể. Heidegger gọi con người là hiện thể hay hữu thể hiện ra ở đó. Hiện thể của Heidegger là quân tử của Khổng Tử. Với Heidegger và với đạo được giải thích trong ánh sáng của nét gấp đôi, tư tưởng suy nghĩ xuất hiện ra rõ rệt. Con người xét như là hiện thể hay quân tử là con người cưu mang tư tưởng suy nghĩ. Giáo dục hiện đại mang lại cho chúng ta tư tưởng tính toán. Hơn nữa, khi sống với thế giới vật chất, con người qua sự học hỏi nơi những người thân cũng biết tính toán một cách nào đó. Riêng về đạo, sự việc lại xem ra khác hẳn. Năm 1927 trong tác phẩm Thời Danh của ông, Hữu Thể và Thời Gian, Heidegger nói rằng câu hỏi về hữu thể ngày nay đã rơi vào trong quên lãng. Tôi cũng có kinh nghiệm rằng khi tôi nói về đạo, nhiều người không biết gì về chủ đề đó, làm như chủ đề đó là một cái gì xa lạ. Nhưng một người không học đạo thì không biết lý lẽ của đạo. Vậy khơi dậy câu hỏi về đạo là công việc khẩn thiết đầu tiên phải làm. Con người sống với tư tưởng tính toán và con người sống với tư tưởng suy nghĩ khác nhau như thế nào? Chúng ta sẽ tiến tới câu trả lời cho câu hỏi đó trong những video sang bờ bên kia tiếp theo.